Của MC đó, miếng cà chẹp, cà chẹp. Đội chủ nhà và đội hủ tiếu A Linh điểm 1-0 cho chủ nhà. Ông Nhật đi chung với ông MC đó không? Không có ông Nhật nữa, quýnh giải nào quên. Thiệt đồ bạc á. Thiệt Long An, Hậu Giang. Còn nè. Làm gì? Biên hè. Trời ơi. Quá tốt vậy. Trời trời. Thêm cầu thủ mới. Thứ gì chịu nổi. Đội thứ gì chịu nổi. 8 người chịu nổi. Của nhà được ưu ái một chút. Hai điều cho đội phía lên. Lắm đứng ngay không? Vậy gì? 3-2 cho 5 phút tới giờ nè. Ờ đi thẳng hai về chết thủ bây giờ. Lắc lắc mình không thấy ai vậy? Cái đội mềm xèo. Đội Tây Đô. Đâu rồi? Cái đội nào mềm xèo. Đâu rồi? Đội Tây Đô kiếm kìa. Tốt tốt. Cái đội Tây Đô. Đúng rồi, đúng rồi. Kiếm khác không chết nữa. Nhật Lưu, Nhật Lưu. Đâu rồi, lấy lại số bạn nghe với tên. Anh em tình bạn. Anh ta liên. Số gồm phải không? Ừ. Anh em tình bạn kiếm này ly tán. Đó trời đang có đẹp không ạ? Thấy mình mạnh cái lại nghĩ rồi. Ôi, mốt chơi vậy chứ không được. 4-3 cho đội nhà. Đá mạnh nhưng mà còn chơi chiêu nữa. Chơi chiêu phủ đầu đó. Người cầm cán, người cầm lưỡi. Kéo một bệnh đứt tay, một bệnh là chờ ăn luôn. Ăn luôn. Ôi trời ơi, mới đổ. Điểm tốt. Đó là trong bóng đá là siêu phẩm. Giờ này chắc 4 giờ quá. Đâu có. Mới 2 rưỡi à. 2 rưỡi hả? Thì bữa nay chắc lẻ. 400 thì lộn nữa. Chưa hết trận bảng đâu, lẻ gì? Chừng sau em hết trận bảng rồi. Thì còn không thể nữa 3 giờ. 3 giờ mấy? Đội kia về rồi. Em quýnh với đội kia đó. Lại vô bắn kết rồi. Đội kia đội nào? Thì hồi vô ta vô bánh tam kết. Chứ hồi tứ kết. Tam kết xong rồi bánh gì đi. Mấy Mỹ nhận. Ngâm đều cho đội kia lên. Chị ăn đụng đội nào ta. Đó, đội kia đó. Còn quánh trận nữa. Quánh trận với Nhật Lưu á. Nhật Lưu, Hào Lưu gì đó. Đội em có 3 đội à. Ăn 3 đội đó. Em ăn 2 rồi. Ờ. Thì còn có trận cuối nữa hả? Trận cuối nữa hả? Tự nhiên quánh đầu bạn đầu giải mà bây giờ quánh tới cuối giải. Mình sắp làm sao được ta? Anh cái đội kia nó bỏ cuộc nó về rồi. Rồi bắn em nè. Ờ, đâu quýnh nó đâu. Thì đó. Bây giờ bỏ cuộc quá. Còn có một trận cuối nữa hả? Thì đó thì đáng lẽ còn 2 trận rồi. Nhưng mà bỏ trận kia nó bỏ cuộc nó về rồi. Bây giờ còn trận cuối. Đúng rồi, em phải quýnh ăn vô luôn á chứ mà. Quýnh gì mà tôi có chuyện. Ủa thì còn 2 đội của mỗi bạn chứ. Rồi bánh vô vòng trong đó nữa. 7-6 rồi còn tiếp rồi. Thì quýnh cái này xong là còn 6 đó. Ờ. Là còn nói chung là quýnh tam kết rồi đó. Ừ, quýnh 3 đội xin nhận. Quýnh tam kết rồi đó. Tam kết chứ không có tứ kết. 7 điều cho mình. 3 đội. Ờ. Đâu có 6 đội chứ. Miễn trận sau ăn là vô. Ờ. Là vô trận vẫn đánh tam kết chứ không có bây giờ gọi là tứ kết nữa. 3 bảng mới là tam kết. Giờ 4 bảng mới tứ kết. Hay quá. Dừng khoảng chừng là 2 giây. Này 2 giây rưỡi à, chưa được 3 giây đâu.
Ê, bỏ gì nãy anh học chéo chân không? Bóng còn. Bóng không sang lưới. Nè, bỏ qua trắng Quỳnh Thủy qua. Bóng còn. Khéo vậy. Đó, bóng tốt. Chủ nhà là thằng này vô sớm. Nhìn đi cái tên. Chủ nhà là thằng này vô đến sớm ngon. Thằng này nó vô tốt nè. Ha. Nãy giờ đến tốt. Nó vô sớm coi chừng mình về luôn á. Nó đánh tốt không? Bên ông lượng vậy. Nãy giờ đánh tốt. Thấy không? Thấy không? Trời ơi trời. Thấy không? Tính tiền được cho đội chủ nhà. Đang đang. Có khác liền á. Hồi nãy lúc mình đang quýnh là nó tới chứ mình không vô. Vô quýnh đâu được. Thì ta đâu kêu đâu. Không phải vô quýnh không. Lúc bên đây là vô còn ngon nữa. Chẳng bóng chậm lưới. Nóng nít quýnh đâu. 19 cho đội. Ba tô mì nó mới vừa. Đúng biết thì nín thinh gì. Ngày nào cũng đăng mồi, rủ chứ. Học viên mà. Bóng con. Quá hay vậy. Trời đất ơi. Không hiểu ý. Không hiểu ý. Thằng này ở dưới nó dễ hay banh hơn. Ừ. Đúng rồi. Chuyền nó qua banh. Đúng rồi, con chuyền nhường á. Chết tôi. Bị hai nè. Bỏ lỗ. Làm muốn tốt. Hai trái nào cũng được bằng được. 28 hả? Nước đâu chảy mày. Quá hay, bỏ bóng tốt. Quá đáng tiếc, bỏ bóng không sang lưới. 13 người bắt đầu đi tiếp rồi. Bây giờ đi dính là được hai giải là giải nào ta? Ăn từ đầu cho tới cuối cùng ăn hai giải. Không có trời. Bỏ bóng tốt. 11, 13 cái đội chủ nhà. Mét 75 của Bộ Sơn. Trời ơi. 11 cái đội chủ nhà. Đây là uống miếng đi còn gì đưa ra. Uống miếng này nha, còn như chùa đây à. Bia hả? Thêm miếng luôn hả? Chờ được, mấy ba vậy? 13, 14, cái đội chủ nhà. À, là một cái đăng. Mồi, đủ, ngày nào không có chứ, hay thiệt. Thêm 10 giờ thì nhậu tới. Gì mà còn quýnh bành thì im quá. Là phân tốc. 15, 13, cái đội chủ nhà. Đi không? Kết thúc số 1, tem hủ tiếu A Linh tạm nhiên trước 1-0. Set 2, giữa hủ tiếu A Linh và chủ nhà. Set 1, hủ tiếu A Linh tạm trước 1-0 nha. Quá hay cho bản lượng. Bóng còn. Bỏ bóng tốt. 1-0 cho hủ tiếu A Linh.
chết tôi. Quá hay à. Trời ơi. Quá hay rồi, Quảng Lượng thành tinh rồi. Thủ cái nước đây. Quảng Lượng này đi đâu? Hay quá rồi. Quảng Lượng lấy hết. Trời ơi, lọc dở, lượng hay nhiêu, lọc dở nhiêu. Điểm một đều. Quảng Lượng hay bao nhiêu, Đức lọc dở bấy nhiêu. Ngang như lọc. Nó bị đốt á, bị teo cơ lên. Quá hay. Đi hàng. Ôi da. Hết kịp. 2-1 cho lớn nhà. Chắc vậy. Đập bóng tốt. Quá đẹp. Thủ quá kìa. Chứ đâu còn ai nữa. Đừng buồn. Phá chút xíu mà có gì đâu. Nhờ giặt lưới á. Ngoài bớt chơi thề lại chứ mà. Trông trắng rồi. Chốt nha mọi người. Trời Phật nào đột chứ mấy cái bánh này em. Quảng Lượng quá hay các bạn ơi. Đây là Quảng Lượng nha. Mới khen các bạn ơi. Chết tôi. Phát bóng ăn điểm trực tiếp. Phát bóng nó lộn phát bánh. Đang nói bụng, nhớ tới bánh. Bánh từ gì? Đang nói bụng. Đập bóng tốt. Giá 7 cho đội một chiếc thôi. Quẩy gì mà nghe tết 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 tết. Xăm hả? Bắt quýnh rồi. Trong ngoài luôn. Này làm nghỉ cái nửa tiếng. Quay vòng quay coi. Nghỉ nữa coi lý quay.
buồn làm chi em ơi, người ta đã mây bốc. Ủa mình nhận cái trước mình tới. Mình biết A mà tao bao vậy. 87 rồi chứ nha. Đứng trước cái đầu mấy nhân trước. Quá luôn. Mấy nhân nó bắn xe nó buồn trời. Bây giờ mấy nhân thấy chưa quá. Nghe nghe xe rồi. Trời ơi. Nó có 3 đội, nó quýnh 2 vòng phải rồi, đâu ra. Đám điều cho lộn chứ. Nó quýnh 2 vòng phải. Mình còn quýnh ra nữa. Mình đội kia bỏ cuộc rồi. Mình nhất cả. Để hoài vậy. Đội kia bỏ cuộc rồi, nó quýnh đội em đó. Chạy đâu. Bỏ lòng. Stop. Thì hết trận này là hết trận bản luôn rồi. Bản rồi đó. Không chịu nữa. Đội của con đang trưởng về á. Đúng rồi, đang trưởng về rồi. Phát bóng tốt. 18 cái độ nữa nè. Lùm mấy thằng ở đây. Bóng tốt. Cái gì? Không biết nữa. Cả đây cốc. Nước mình hả? Nãy tay mặc đồ xanh không trời, điều nó hơi khác màu xíu, toàn xanh không. Trời thoải mái. Mới đi. Phát ngày 14 nè lượt. Vui, vui bò, cái đội trong nhà. Ngoài. Vui nghe người, cái đội trước lên. Chắc giùm cái nữa nè, làm ai? Không mệt. Chắc giùm anh cái. Có thể chủ nhật đi không được. Rồi. Thì không chuyện một xích. Không có sắp xếp được qua chứ. Không sao đâu. Chụp hết giữa đi bỏ AI đi. Anh muốn thêm đăng đi gần hết chơi. Bỏ gì. Mấy tiếng. Qua mấy thằng chạy xíu. Bao nhiêu xe rồi nó gì vậy? Từ đây lên Vĩnh Long là 2 tiếng rồi. 13, 11 cho đội nhớ lên. Tiếng. Ở đâu? Biên 2, biên 2 nè. Lụm gạo. Trời ơi. Ai đánh vậy? Trời ơi. Diền cũng hay, thủ cũng hay, quýnh cũng hay đấy trời. Cầu thủ toàn diện luôn á. Xíu nhân giải toàn diện nha. Đội này không có lượng ăn hết trơn luôn á. Thổi bùa nữa kìa. Thôi vô hay gì đâu vậy trời. Không ăn nữa thôi luôn á. Có giải cầu thủ toàn diện không ban tổ chức? Có luôn. Giải cá nhân 1 triệu đồng. Trời ơi. Đi nhà kêu vợ đưa. Nó 1 triệu đồng nha, anh bay vụ vụ nữa kìa. Nó, nó. Cho anh đã bỏ. Ôi, bỏ ngoài rồi. Đổ nước. Nước thì không uống mình uống chứ bỏ phí của trời. Tu dữ vậy, tu dữ vậy. Trời ơi, nó tu hết nước luôn kìa. Tỏ. Trời ơi ơi. Ai đây? Rồi công thủ trắng ăn cắt như toàn diện hết luôn rồi, quá tốt nha các bạn. Kết thúc team Alan thắng vô cuộc 2-0.